Buổi sáng luôn là thời điểm khó khăn nhất. Cách mà các bạn bắt đầu một ngày sẽ quyết định ngày hôm đó. Thức dậy ủ rũ, các bạn sẽ có một ngày tệ hại. Thức dậy với một nụ cười thì hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Hãy tập cho mình thói quen tắm gội vào buổi sáng. Điều này sẽ giúp các bạn tỉnh táo, sảng khoái để bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng. Mình sử dụng lọ sữa tắm Body Wash của Manstay Simplicity, sự kết hợp mùi của cỏ hương bài, chanh, cam bergamot, gừng và trà đen tạo nên một cái tông mùi fresh, dễ chịu, giúp thư giãn đầu óc. Đặc biệt là toàn bộ mùi hương của sản phẩm được tạo nên nhờ tinh dầu thiên nhiên 100%, rất thân thiện với làn da chứ không phải là hương liệu nhân tạo đâu nhá. Mùi hương chỉ lưu lại nhẹ nhàng trên da nên không làm lẫn mùi nước hoa của các bạn đâu. Mình đặc biệt thích cái cảm giác mịn màng của làn da sau khi sử dụng. Để tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt ngay trong lúc tắm. Mình đang dùng sữa rửa mặt Facial Cleanser cũng của Manstay Simplicity. Mùi hương dễ chịu, nó có khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn nhưng không gây khô da nhờ thành phần bơ hạt mỡ shea butter có khả năng khóa ẩm cực kỳ tốt. Dùng xong các bạn sẽ thấy da mặt sáng hơn nhờ vitamin B3 có trong thành phần. Những bạn nào da bị sạm đen hãy cân nhắc sử dụng con Facial Cleanser này. Tùy vào làn da của mỗi người mà các bạn sẽ thấy hiệu quả sau 3 đến 4 tuần sử dụng đấy. Đừng quên sử dụng moisturizer để cân bằng độ ẩm cho da nhé. Đa số nam giới luôn bỏ qua việc sử dụng kem dưỡng ẩm, nhưng đây lại là một bước cần thiết, đặc biệt là vào mùa đông nếu như các bạn không muốn da bị bong chóc, nứt nẻ. Chất kem của con moisturizer này rất nhẹ, khả năng thẩm thấu nhanh nên không gây bí da, các bạn da dầu hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra, Manstay Simplicity còn một sản phẩm serum có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn và tẩy da chết. Nhưng tất nhiên mình sẽ không dùng lúc này, đối với các sản phẩm điều trị mụn thì hãy dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Sau một giấc ngủ dài 7-8 tiếng, cơ thể thường ủ rũ, da mặt xỉn màu và tiết ra nhiều dầu. Việc tắm gội, skincare đơn giản như trên sẽ giúp các bạn tỉnh táo, da mặt sạch, sáng cũng giúp chúng ta tự tin và tích cực hơn. Recommend các bạn sử dụng cái bộ sản phẩm trên của Manstay Simplicity vì đúng như cái tên, nó đơn giản, không cầu kỳ, rất tiết kiệm thời gian vào buổi sáng. Các sản phẩm của Manstay Simplicity giúp chúng ta dễ dàng xây dựng thói quen chăm sóc da mỗi ngày, tinh gọn mà cực kỳ hiệu quả. Toàn bộ quá trình trên của mình chỉ mất loanh quanh khoảng đâu đó 10 phút thôi. Bộ sản phẩm này đều có thành phần từ nguồn gốc thiên nhiên như tinh dầu tràm trà, bơ hạt mỡ, đặc biệt là nó không chứa paraben và các thành phần hóa học gây kích ứng. Rất thân thiện với làn da, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Đừng quên sử dụng code của mình để được giảm 8% cho toàn bộ đơn hàng khi mua sản phẩm trên Shopee hoặc website nhé. Tất nhiên, giờ là lúc tạo kiểu tóc. Pre-style bằng hair serum sẽ giúp các bạn có một lớp nền vững chắc, không bao giờ lo bị sập form. Hoàn thiện quá trình tạo kiểu với Sharp Refine Molding Paste, một sản phẩm mới ra mắt của Paradox sau gần 2 năm ấp ủ. Đây là sản phẩm mang thiên hướng cân bằng, tạo cảm giác thoải mái trên tóc nhưng vẫn giữ nếp tốt lên đến 10 tiếng. Điểm khác biệt lớn nhất của Refine Molding Paste so với các sản phẩm khác nằm ở chữ Molding. Đó là khả năng control và dễ dàng điều chỉnh mái tóc theo ý muốn. Với Refine Molding Paste thì các bạn cứ tự tin đội mũ bảo hiểm đi, khả năng restyle là cực kỳ tốt, dù có là biker đội full face đi chăng nữa, vẫn có thể lấy tay vuốt lại dễ dàng. Một chút nước hoa nữa là các bạn đã sẵn sàng cho một ngày mới rồi đấy. Hãy thử follow cái routine buổi sáng này giống mình. Các bạn sẽ thấy tràn đầy tự tin và năng lượng để bắt đầu một ngày mới hiệu quả. Tình cờ đây lại là video đầu tiên trong năm mới 2022 của mình. Hy vọng là nó có thể giúp các bạn thay đổi thói quen vào buổi sáng. Và tin mình đi, nó có thể thay đổi cả cuộc sống của các bạn đấy.